Như vậy là sau rất nhiều sự trông ngóng và chờ đợi, người hâm mộ Inter Miami và những con tim yêu Messi cuối cùng cũng đã được chứng kiến buổi lễ ra mắt hoành tráng của Leo. Sự chờ đợi biển trời là điều dễ hiểu, dù người Mỹ vốn không tuân sùng bóng đá. Dù một cơn mưa bất chợt đã quét qua Miami, nhưng vì Messi, họ đã có mặt từ sớm cho buổi lễ ra mắt thiêng liêng này. Cầu trường của Inter Miami, DRVPNK, sức chứa 18.000 người vừa mới mở rộng, dần được lấp đầy. Người hâm mộ đến mang theo những tấm áo, banner và những quả đại kỳ Messi với sự ngưỡng vọng. Điều đặc biệt là trên khán đài còn có sự xuất hiện của Sergio Aguero, người bạn thân và cũng là tri kỷ của Messi. Chinh chiến nhiều năm cho quê hương, và giờ đây là khoảnh khắc Encun muốn thấy Messi thực sự được cảm thấy bầu không khí yên bình nơi hoàng hôn sự nghiệp. Trước khi vào sân, các đạo diễn hình còn bắt gặp cảnh diễu hành ấn tượng ngoài đường của các cổ động viên. Họ hô vang tên Leo, hát về GOAT mà Inter Miami may mắn sở hữu. Họ không phàn nàn, không một chút lăn tăn dù đã đội mưa để xếp hàng chờ đợi được vào sân. Những hình ảnh này có lẽ chưa bao giờ người ta thấy ở MLS, mà vốn nó chỉ được dành cho bóng chảy, bóng rổ hay bóng bầu dục. Có thể nói, kể từ thời điểm khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương, tức là cách buổi lễ gần 3 tiếng đồng hồ, Messi đã biến phần lớn Miami trở thành ngày hội thực sự. Một buổi lễ ra mắt cầu thủ bóng đá hiếm hoi được đặt tên như một festival hoành tráng ngay giữa nơi bóng đá chỉ là thứ yếu. Jovel là tên của sự kiện ngày hôm nay. Đúng như những gì ban tổ chức đã hẹn, bầu không khí tại DRVPNK thật quá ấn tượng. 7 giờ 47 phút tối theo giờ Miami, Leo đã có mặt để chuẩn bị cho màn chào sân. Không cần vệ sĩ rườm rà, Messi thân thiện vẫy tay chào các cổ động viên trong sự hò reo ấn tượng. Dưới mặt cỏ xanh mướt, Inter Miami dựng hẳn một con đường với hệ thống chiếu sáng lung linh hướng ra sân khấu. Nó như con đường tiến đến ngai vàng của vị vua đích thực, và có lẽ chỉ dành cho Messi trong ngày trọng đại. Chủ tịch David Beckham xuống sân phát biểu về buổi lễ ra mắt. Huyền thoại người Anh vẫn lịch lãm và phong độ như ngày nào. Sân DRVPNK lúc này đã tắt đèn, làm cho bầu không khí càng lung linh hơn bao giờ hết. Và Beckham cũng không quên giới thiệu luôn tân binh mới, Sergio Busquets, đồng đội cũ của Messi tại Barca, và giờ đây cũng nối gót Leo đến Bắc Mỹ để cùng chung lưng đấu cật trong một màu áo. Khoảnh khắc ấy, Busquets gầy gò, chậm chậm bước ra khỏi đường hầm. Anh dành cho các cổ động viên bài phát biểu bằng tiếng Anh chuẩn chỉ, đúng với phong cách tối giản thường thấy. Busi như làm sống lại những năm tháng đỉnh cao của mình. Tất cả những đèn lấp lánh nhất phải tập trung vào những gì diễn ra sau đó. Busquets chậm chậm tiến lại vào đường hầm để nhường sân khấu cho người đồng đội vĩ đại. Đoạn phát biểu bắt đầu rung chuyển nền đêm mưa gió tại Miami. Barcelona, PSG, nhưng giờ đây anh ấy sẽ đến với các fan Inter Miami. Xin được giới thiệu số 10 của các bạn, số 10 của Inter Miami, số 10 của Argentina, số 10 xuất sắc nhất thế giới, Lionel Andres Messi. Dưới cơn mưa phùn lãng mạn, khung cảnh đậm chất thơ và tình tứ, Messi xuất hiện. Leo tiến ra sân khấu trong những tiếng nổ của gần 2 vạn khán giả có mặt ngày hôm nay. Có cảm giác dù là GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng trong thái độ và nụ cười của Enpulga vẫn có điều gì đó thật giản dị và gần gũi. Trong màn đêm, những đèn flash biên bốn góc khán đài trở thành bầu trời đầy sao, dù vậy dưới sân mới là nơi có ngôi sao sáng nhất. Leo cùng Beckham và các quan chức dạng người với tấm áo số 10 Inter Miami trong tay. Messi chính thức trở thành người của MLS, và đương nhiên, trong giây phút đáng nhớ này, một bài phát biểu đong đầy là điều không thể thiếu. Cảm ơn rất nhiều, chào buổi tối. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở Miami vì sự chào đón này, tình cảm này kể từ khi tôi đến đây. Tôi rất vui mừng được ở bên bạn. Tôi muốn cảm ơn Jose, Georgie và David vì sự công nhận này, vì đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi thực sự muốn bắt đầu tập luyện và thi đấu. Tôi thực sự muốn giành chiến thắng và để câu lạc bộ này tiếp tục phát triển. Mong rằng trong suốt giải đấu, các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Cá nhân tôi tin rằng các đồng đội của tôi sẽ cống hiến mọi thứ để xây dựng dự án này, và tôi rất vui vì đã chọn thành phố này, đã chọn dự án này, và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời và chúng ta sẽ được trải nghiệm những điều rất tốt đẹp. Sau bài phát biểu chân tình đó, Inter Miami công chiếu hình ảnh những lời chúc qua màn hình LED khổng lồ. Có thể nói, buổi lễ ra mắt ngày hôm nay dành cho Messi có tầm vóc chẳng khác nào một trận đấu đỉnh cao cạnh tranh danh hiệu, thu hút mọi sự chú ý, mọi ánh nhìn và mọi lời lẽ trọng vọng. Chỉ Messi và duy chỉ có Messi mới đạt được tầm vóc tuyệt vời ấy. Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Có Messi trong lễ ra mắt thì đương nhiên cũng không thể thiếu Antonella, người đẹp Argentina cùng cậu quý tử tiến ra sân khấu với những tiếng ồ không thua kém chồng mình. Giai thoại cổ tích về chuyện tình Messi, Antonella có lẽ đã quá quen thuộc và không cần phải bàn tán gì thêm. Cô xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ, đậm chất Nam Mỹ, giản dị nhưng cũng thật sang trọng. Matteo, Ciro và Thiago cũng có mặt trong ngày bố mình ra mắt đội bóng mới.
cả ba cậu nhóc kháu khỉnh đã chứng kiến bố mình khóc nức nở tại Barcelona trong ngày chia tay. Bùng nổ khi ra mắt PSG, vinh quang trong màu áo Argentina tại World Cup. Và giờ đây là màn chào sân mãn nhãn trong màu áo Inter Miami. Không khí ấm cúng gia đình này luôn là thứ Messi mong muốn khi quyết định rời châu để đến MLS, nơi anh và mái ấm sẽ có được cảm giác an bình hơn, né tránh các thị phi nhiễu nhường nơi cựu lục địa. Khoảng 9 giờ 23 phút tối theo giờ địa phương, buổi lễ ra mắt cơ bản đã kết thúc, nhưng sự sôi sục vẫn còn đọng lại. Các cổ động viên Inter Miami hứng khởi đến mức hưng phấn. Họ kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của câu lạc bộ sau lễ ra mắt ngày hôm nay. Một lễ ra mắt bóng đá có 1-0-2 tại xứ sở cờ hoa. Messi ở tuổi 36 có thể đá trận sân nhà đầu tiên sớm nhất vào ngày 21 tháng 7 gặp Cruz Azul trong khuôn khổ League Cup. Miami sẽ tổ chức một buổi họp báo cho Messi vào ngày 17 tháng 7 và anh sẽ tập buổi đầu tiên cùng đồng đội mới vào ngày hôm sau. Tại Miami, Messi sẽ nhận lương từ 50 triệu đến 60 triệu USD mỗi năm. Tổng giá trị hợp đồng của anh trong 2 năm rưỡi dao động từ 125 triệu đến 150 triệu USD. Thủ quân Argentina còn được trả một phần doanh thu từ những tài khoản thuê bao mới để xem MLS trên Apple TV, cũng như một phần mức tăng lợi nhuận của hãng đồ thể thao Adidas tại Mỹ. MLS là một giải đấu trẻ. Khi ra đời năm 1993, Inter Miami cũng là một đội bóng non trẻ và Messi có thể tạo nên một cú hích cho sự phát triển chung. Tiền đạo người Argentina thu hút hai đồng đội cũ Sergio Busquets và Jordi Alba đến Inter Miami, chưa kể Andres Iniesta, một Barcelona thu nhỏ đang dần hình thành tại Bắc Mỹ. Việc Messi gia nhập đội bóng Mỹ đang đi ngược xu thế của phần lớn ngôi sao luống tuổi. Song giá trị chuyên môn của Leo chắc chắn vượt hơn hẳn yếu tố dưỡng già. Vì với Enpulga, đẳng cấp của anh cho đến thời điểm hiện tại vẫn cơ bản duy trì ở mức ổn định. Đương nhiên, khó khăn và thách thức chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng những cầu thủ đến đây đều thấy nơi này là một giải đấu khó khăn. Việc di chuyển, các điều kiện khác nhau ở các thành phố khác nhau có thể gây ra vấn đề cho Messi, chưa kể các trận đấu còn có rất nhiều năng lượng và cường độ. Đó là những phát biểu của Rooney về Messi khi gia nhập MLS. Dù vậy, Leo của chúng ta vốn sinh ra là để chinh phục các thử thách. Sau tất cả, buổi lễ ra mắt hoành tráng ngày hôm nay lại là những hình ảnh đẹp đẽ trong sự nghiệp của Leo. Như kênh đã từng nói, Messi đi đến đâu là party đến đó. Có chút tiếc nuối khi sức chứa sân Diavi PNK khá là khiêm tốn. Bằng không, sự cuồng nhiệt càng ấn tượng hơn nữa. Hy vọng khởi đầu mới này sẽ tiếp tục mang đến trái ngọt cho Lionel Messi. Chào mừng anh đến với Inter Miami, GOAT của chúng tôi.